Kính chào quý vị và các bạn. Trong khoảng trưa chiều nay, bộ phận không khí lạnh có cường độ mạnh bắt đầu tác động đến thời tiết các tỉnh vùng núi phía Bắc nước ta. Sang đến ngày mai, Bắc Bộ sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh khô nên nhiệt độ giảm mạnh, trời rét đậm rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, có khả năng xảy ra băng giá sương muối, cần chú ý đề phòng, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và thiệt hại cho cây trồng vật nuôi. Ban ngày trời có nắng nên nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 15-19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong ngày mai thời tiết khô ráo, nhiệt độ ở ngưỡng rét đậm rét hại, cao nhất là từ 17-20 độ. Đáng chú ý là thời tiết dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Khánh Hòa, từ đêm nay đến đêm mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 20-25 độ, trời lạnh đến rét. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong hôm nay và ngày mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông về chiều tối, ban ngày mưa giảm, xen kẽ, trời có lúc có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Tây Nguyên trong ngưỡng 25-28 độ, còn Nam Bộ là từ 29-32 độ. Do chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh mạnh nên từ chiều tối nay ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung tại đây. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao.